Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một thiết bị test quick charge mới. Thì thiết bị test quick charge này được tích hợp sẵn màn hình LCD hiển thị cả volt và ampere sẵn, khác với cả thiết bị quick charge trigger ở đây. Cái trigger ở đây thì nó không có màn hình, cho nên là muốn đo thì chúng ta sẽ phải tích hợp thêm cả một cái thiết bị đo nữa. Còn đây nữa, tích hợp sẵn cả hai thiết bị đó trên một thiết bị. Thì ưu điểm của thiết bị này là nó hỗ trợ các bạn test các cái củ sạc mà hỗ trợ quick charge 2, quick charge 3, rồi là các cái công nghệ sạc nhanh của Apple hoặc là công nghệ sạc của MediaTek Power Pump Express một cách nhanh nhất. Thiết bị này có một màn hình LCD nhỏ, còn có 4 nút, sau đó nút ngoài cùng là cái nút mà lựa chọn các chế độ. Hai nút bên trong này là chỉnh điện áp tăng hoặc giảm. Nút bên ngoài này là chỉnh chế độ auto. Thì phía đằng sau của thiết bị bạn sẽ thấy là có một cái bảng hướng dẫn đây. Ở đây thì chỉ có hướng dẫn cho hai chế độ quick charge 2 và quick charge 3. Còn bản thân thiết bị này thì nó hỗ trợ 4 chế độ, gồm quick charge 2, quick charge 3, chế độ sạc nhanh của Apple và của MediaTek. Thiết bị không có vỏ ở ngoài cho nên nhìn thì các bạn nhìn thấy rất rõ cái mạch bên trong. Mạch của thiết bị được làm khá là đẹp. Thì để test các cái củ sạc mà hỗ trợ quick charge, thì đầu tiên chúng ta sẽ phải cần thêm một... Khi bạn sử dụng mỗi thiết bị này thì chúng ta chỉ có thể là hiển thị ra các cái thông số như là điện áp hoặc là cường độ dòng điện nếu mà bạn có một cái tải ở đây. Còn nếu các bạn không có tải thì bạn sẽ phải dùng thêm một thiết bị nữa, đó là tải giả lập công suất thay đổi mà hỗ trợ cái điện áp ít nhất là 12V. Đầu tiên để điều chỉnh thiết bị này thì chúng ta sẽ chọn giữa các chế độ. Thì để chọn chế độ ở đây, bạn ấn vào nút giữ nút ngoài cùng đấy. Chế độ thứ nhất là chế độ của quick charge 2, chế độ thứ hai là cái chế độ auto, nó sẽ nhảy ra tự động chuyển giữa ba cái mức điện áp của quick charge 2, 5V, 19, 8V và 12, 9V và 12V. Chế độ 3 nhấn vào giữ, thì đây là chế độ của quick charge 3. Khi đấy bạn nhấn nút ở giữa thứ hai bên phải này để giảm, và nút bên nhất hai bên trái để tăng. Ê, củ sạc này chúng ta là theo class A, tức là mức điện áp tối đa cao nhất ở đây là 12V. Còn nếu có củ sạc các bạn hỗ trợ điện class B thì chúng ta có thể chỉnh lên mức là 20V. Để chuyển mức 4. Chuyển về chế độ 1. Thì ở chế độ 1 thì tức là hỗ trợ quick charge 2, bạn thấy là lúc này sẽ chỉnh 5V. Thứ 3 chỉnh là 9V và nút ngoài cùng đây sẽ chỉnh là 12V. Thì để test cái công suất của củ sạc quick charge này xem có đúng như công suất mà ghi trên cái thông số kỹ thuật hay không, thì chúng ta sẽ cắm vào tải giả lập. Ví dụ trên củ sạc này thì chúng ta thấy là hỗ trợ cái mức điện áp 12V là 1,5A. Vậy chúng ta sẽ thử cắm và kéo lên 1,5A xem là củ sạc này có hỗ trợ đủ mức đấy không. Thì khi cắm vào các bạn thấy là sẽ có một cái hình ảnh lốt ở đây, bởi vì màn hình LCD cho nên nó khá là mờ. Thì chúng ta sẽ phải nghiêng thì mới nhìn được. Chúng ta sẽ thử thay đổi cái cường độ dòng điện bằng cách là kéo tải. Thì khi có tải thì hình viên pin thì sẽ nhấp nháy như các bạn thấy ở đây, 1,5A. Như vậy chúng ta sẽ kéo lên 1,5. Màn hình LCD đã tắt. Thậm chí là có thể lên hơn 1,5, 1,6.
Thì nếu mà cái củ sạc của chúng ta mà có thể ra được cái dòng đúng như ghi trên thiết bị thì có nghĩa đây là một củ sạc tốt. Còn thường các củ sạc fake thì cái dòng ra nó sẽ không đúng như là ghi trên thiết bị. Ví dụ như là nó ghi là được ra được khoảng độ 2A nhưng mà chúng ta kéo cái tải giả lập này đến khoảng độ 1,5A mà điện áp đã tụt xuống dưới mức cho phép, ví dụ như là 5V, thì nếu mà tụt xuống dưới 3,5V thì có nghĩa là đây là một củ sạc tồi. Còn cái củ sạc chúng ta đang đo trên hình đây là một củ sạc rất là tốt. Cái củ sạc của tôi có đây là củ sạc của Aoki, hỗ trợ quy chạc bạn. Thì các bạn muốn test các cái chức năng khác, ví dụ các cái mức điện áp khác thì chúng ta cũng làm tương tự. Ví dụ như là đang quy chạc 2, quy chạc 3 chúng ta hỗ trợ tương thích ngược cả quy chạc 2. Bạn muốn chuyển sang mức 9V hoặc mức 5V. Thì các cái mức điện áp thấp hơn thì hỗ trợ dòng ra cao hơn. 5V thì đây như ghi trên thiết bị là hỗ trợ dòng ra cỡ 3A. Còn 8V, 9V thì hỗ trợ dòng ra 2A và 12V thì hỗ trợ dòng ra 1,5A. Như vậy cái thiết bị này nó tiện hơn các thiết bị khác ở chỗ đó là nó tích hợp sẵn cái trigger và cái đồng hồ đo. Đồng hồ đo ở đây thì chỉ có hai chữ số thôi, hai chữ số thập phân, tuy nhiên cũng đủ tốt để các bạn có thể test được cái chất lượng của các cái thiết bị, các củ sạc hoặc là pin dự phòng mà hỗ trợ quy chạc 2, quy chạc 3. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng để đo thậm chí cả cái nguồn mà không hỗ trợ quy chạc 2, quy chạc 3. Thì khi mà các cái nguồn không hỗ trợ quy chạc 2, quy chạc 3 thì nó chỉ hiện được cái mức điện áp là 5V và bạn sẽ không điều chỉnh được gì cả. Đây, cái nút này gần như vô hiệu. Vậy cũng là rất là tiện, các bạn có thể test được kiểm tra được chất lượng của củ sạc và các cái pin dự phòng hỗ trợ quy chạc 2, quy chạc 3 và thậm chí là các cái pin dự phòng của củ sạc không hỗ trợ các cái công nghệ sáng nhánh. Thiết bị khá là nhỏ gọn, khi sử dụng thì ta sẽ phải cần thêm một cái tải công suất biến đổi để như là ở đây là một tải 20W ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.